shop zombiefy.com, shop bán nhạc liên quân Refi giá rẻ. Tham gia ngay vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được 9.999 viên kim cương. Nạp thẻ không chiết khấu tặng 30% giá trị thẻ nạp. Vòng quay kim cương quay lịch trúng. Hòm kim cương 20k, 98% các bạn sẽ quay trúng kim cương. Còn chần chờ gì nữa mà không đến với shop zombiefy.com. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Like và đăng ký mình sẽ tặng kim cương cho hai bạn có số like bình luận nhiều nhất. Hey, và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Zombie Superman đây anh em ơi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại Free Fire. Đó, lần đầu tiên chúng ta quay trở lại Free Fire, chúng ta đã được vô map 2.0 của đảo quân sự rồi anh em à. Bây giờ mình sẽ chứng tỏ cái trình bờ rồ của mình sau cái thời gian ở ẩn cho anh em coi nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm người bắn đây. Ok anh em, mình đã có súng rồi, mình phát hiện được rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ giết theo nó nha. Đó, nó chạy, nó chạy rồi, không có súng nó chạy rồi anh em. Ok, nó đã bắn mình, nó có súng rồi. Thôi mình sẽ dựng cái này lên nha, mình sẽ được bất tử ở trong này. Đó, bây giờ mình sẽ kéo qua shop đó anh em, kéo qua. Ok anh em, hồi nãy là mình bị lỗi thôi anh em, bây giờ mình sẽ chuột lỗi cho anh em nha. Mình sẽ nhảy xuống cái khu đông người nhất để mình có thể nói chung là giết hết cái map này. Mình sẽ kiếm được 50 kill. Đó, bây giờ mình sẽ nhảy xuống cái chỗ khu trực tiếp nha anh em. Rồi bây giờ mình đã xuống được cái khu trực tiếp rồi. Con thằng nó đang đi solid mà anh em ơi, mình lượm được cái MB5. Đó, nó chạy anh em ơi, thằng thề nó chạy anh em ơi. Ủa, mình bắn hết shot nó luôn, ghê thì mình bắn. Nó ngồi trên xe mà mình bắn hết shot luôn anh em, ghê không, ghê không. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ đi kiếm người nữa nha anh em. Trời ơi, mình thấy ở ngoài này quýnh nhau quá trời luôn. Bây giờ mình xách cái dao mình chạy ra anh em ơi. Trời, tụi nó bắn nhau, tụi nó dựng bom keo quá trời luôn. Đó, một thằng đang núp sau đứa xe tải. Trời ơi, kéo bể đầu nó luôn anh em ơi. Quá trời, quá đất luôn. Rồi mình kéo cái này nó chết tại chỗ luôn anh em ơi. Hình như đã đang giao tranh với ai á. Đó, anh em thấy không? Rồi mình lướt đồ của con đó xong cái mình chạy cái mình thấy thằng kia nó chạy ra xong. Anh em mày chạy vô quá trời luôn, mà nó không chết què hết trơn anh em. Đó, mình sẽ gượt nó đang đánh anh em ơi. Đó, rồi nó quay lại nó bắn mình. Trời ơi, xíu nữa là ngay chín cút rồi, nhưng mà không sao, mình né được anh em. Đó, mình hồi máu. Hồi máu xong cái mình ra mình lướt lại chỗ kia cái nữa. Rồi đó, trong lúc mình đang lướt đồ á anh em, cái nhỏ kia đó. Nhỏ kia nó bắn ngay cái đít mình luôn anh em. Nó bắn vô ngay cái kiếm của mình, làm cái kiếm nó đâm vô cái đít mình đau không chết luôn anh em. Mình thấy nó nấp rồi, mình bây giờ mình đang đứng đây mình đợi nó nè. Đó, nó đợi nó đứng yên, mình bắn bể đầu nó liền anh em. Không biết nó suy nghĩ gì trong cái đầu nó. Nó lại nó nhúc. Nó chết luôn anh em ơi. Đó, được chưa? Cái mình ăn núm. Mình được 4 kill rồi, mình được 4 kill rồi, mình rồ quá trời luôn rồi. Trời, cái ở ngoài đó buồn quá anh em. Cái mình chạy xe vô trong này. Đó, mình chạy chiếc xe này có 2 cái chỗ ngồi anh em. Nó chạy 100 mấy km giờ luôn. Rồi mình nghe tiếng máy bay rồi, mình xác định được cái vị trí mà nó sẽ lên. Sẽ thấy cái thính xuống anh em. Đó, mình chạy quá thì chạy luôn. Chạy ngay chỗ nó thả thính xuống luôn anh em. Mình tưởng nó đè chết cha luôn. Nhưng mà trời, không phải anh em, vừa gớt xuống chưa kịp tới đất nữa. Cái mình lại mình lướt được 3 trái bom keo. Đó, mình chui vô nhà. Cái mình nghe được tiếng xe tới, nó không biết đứa nào chạy xe tới luôn anh em. Đó, cái mình bắt đầu mình coi thế nào. Cái mình thấy nó rồi đúng không? Mình nhảy xuống. Đó, nó cũng thấy mình, nó chạy vô bên kia. Ghê không? Ghê không? Đó, mình kéo tầm nó lên trời luôn. Cái nữa trúng đầu nó sợ quá trời luôn anh em. Đó, nghĩ là mình bắn vô cái thính cái kỳ quá trời. Bắn xuống đất luôn. Ghê không? Ghê không? Mình thấy chiếc xe kia nhỏ quá nên bây giờ mình thấy chiếc xe này cho bự hơn anh em. Lấy mình chạy cái thằng kia nó chạy vô cục đá, tưởng nó núp cục đá, ai ngờ nó chạy luôn anh em. Mà nó ngu hơn mình tưởng nữa, cái mình bỏ chiếc xe, cái mình ngu hơn nó luôn. Cái nó đứng nó làm gì đó anh em. Cái mình dựng cái bom keo của nhà này ra, nó nhảy ra nó trời bơm. Luôn cái kia cấp kêu mình luôn. Trời mình tức quá trời, mình tức đỏ chín cút luôn em. Nghe nó bắn mình luôn. Mình chạy vòng qua bên này, trời mình nổ xíu nữa. Đó, mình chạy ra bên này, nó biết mình ra bên này khi gì nó đứng nhìn mình. Đó, mình lấy súng nhắm lại, đầu mình bắn nó chết luôn em. Trời tức ghê, mình mất một kêu kìa. Đó, cái mình hồi máu anh em. Đó, cái mình thấy cái thính, mình thấy cái thính đẹp quá trời, mình chạy lên mình định lút đồ, cái con nào chạy lên trước mình anh em. Đó, nó lên nó trước mình luôn, trời ơi. Đó, ghê chưa, ghê chưa, đó, nó bắn phục. Mình hai đạn, mình dựng bom keo đâu bắn được mình đâu. Trời ơi, nó hết máu, nó sợ quá trời, nó dựng bom keo. Lút cái rồi, mình bắn gãy giò nó luôn, nó tức đập điện thoại luôn anh em. Đó, cái mình lút đồ nó không được, cái mình cũng tức luôn, cái mình lụm đạn, mình không qua lụm cái M79 anh em. Đâu bắn được, đó, bây giờ mình đi xuống dưới luôn. Cái mình thấy thằng kia nó đang núp chỗ bơm keo anh em. Cái mình lấy bơm mình chọi, mình có 7 trái bơm nhưng mà mình chọi quá ha, chọi. Mình chọi cho nó chết nó luôn. Trời ơi, ai ngờ đâu anh em coi nè. À. Mình chọi vậy không? Nó vậy nó không chết, nó chạy ra. Đó, cái tôi bắn hụt cái dựng bơm keo 2-3 trái, tôi sợ quá trời dựng quá trời dựng. Đó, cái tôi nhảy lên tôi nó bắn tôi chết ngắt luôn. Quẹt nha, nãy giờ mình chỉ train anh em chơi thôi. Kiểu như mấy cái trận đó là mình không được top nhất, cái mình bị fail á là mình sẽ không có đăng cái clip dài như vậy. Mình sẽ tóm tắt là những cái kill mình đã giết trên tròn cho anh em coi thôi. Đó, bây giờ tôi thể hiện đẳng cấp cho anh em xem nè. Đó, tôi đáp xuống cái chỗ cái gì vậy ta, cái đài quan sát. Tôi quan sát có con nào không, cái thấy hình thằng nó trên trời à. Nó bắn trời đất mẹ, ngay đầu nó luôn. Nó rung ngoài, nó rung ngoài mạnh. Rồi mình bắn nó mà nó không biết ai bắn nó luôn kìa anh em.
Thằng này ngu dữ vậy. Từ từ nha. Mình bật cái kỹ năng Gondo lên, mình nhảy lên. Ngó lên trời, trời cao có lắc. Cục xì lâu ô bê lắc. Xì lâu bê ô bê lắc. Cục xì lâu ô bê lắc. Xì lâu bê ô bê lắc. Cái nó chạy mất tiêu luôn. À cha mày, mày chạy đâu, mày nhảy ra, mày ngon, mày đừng có trốn. Thấy cái giò nó, trời ơi, không có đạn mà gặp mày nữa, thằng quỷ ấy. Chạy đi, trời ơi, trúng ngay cái đầu nó. Bắn gì đâu chứ ta. À, thì nó bắn MB40 mà thấy mà nó chạy, trời ơi, thanh niên nè. Lút đồ. Nó lâu rồi chúng ta không quay trở lại Free Fire nha anh em. Cập nhật cái đảo quân sự 2.0 này, trời ơi, nhìn đẹp quá anh em ơi. À, thì ra là cây M28B anh em ơi. Đó, lấy cây này mà sẽ đi quẩy cho anh em xem nha. Nói chung là cái cây này bây giờ là nó hết bị lỗi rồi. Chuẩn bị ra skin rồi, nó hết bị lỗi đam rồi. Anh em bắn thoải mái thì nó có là xịn. Nó xịn hơn cả Adup nữa. Tại vì nó có khả năng xuyên bơm keo, xuyên trứng cúc, xuyên nhân đá minh gì đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lút đồ cái khu này nha. Mình đang xài nhân vật Ronaldo kỹ năng cấp 5 nha anh em. Không phải Ronaldo mà là Cờ Chô gì đó không biết nữa. Nhưng mà đó là Ronaldo. Ronaldo mà đặt tên gì Cờ Chô, Cờ Chôm gì đó, Google Chôm. Đó. Nãy giờ mình định sẽ vô được một cái đảo quân sự 2.0 nhưng mà nó toàn vô đảo này với cái kia không anh em ơi, với đảo thiên đường không à. Đó, lùm đồ. Cây MP5 của mình. Ủa, cái skin mình đâu ta? Cái MP5 của mình nó mất skin anh em ơi. Ủa, nhớ bữa mình cái đem cái skin gì màu hồng hồng mà ta. Mà kệ cha nó đi. Bây giờ mình bắn chơi thôi, để mình đi kiếm MP5. Đó. Rồi tụi nó giết nhau quá trời luôn, mình chưa khiêu nào trên ta. Cũng nó còn 19 người anh em, mà đi tèn tèn xuống mà lút đồ mà. À đây. Lút đồ hả mày. Đây là cái kill thứ hai của mình đến từ cây 3Z anh em ạ. À. Ui, có thính rơi. Ôi, tay súng ba. Ổn hăng. Đặt cây súng ra gắn cái tay súng vô. Ui, xe tới anh em ơi, xe tới. À, chắc là lợi đớp trên khí cầu đây. Đâu rồi, xe gì? À, đây. Một thằng con trai nghèo như anh. Màu trắng đôi bằng tay. Cái này có giảm thanh vô bắn im thiệt luôn anh em ơi. Đây là một cái chết rất là nhẹ nhàng và đầy đau đớn, không biết là ở đâu. Nếu mà có dựng bom keo thì mình cũng sẽ xuyên vô. Ra là mày. 5000 kẹp nắp. Nó cầm hai cây gì đó anh em. À, hai cây vector, đúng rồi, nó cầm hai cây vector kìa. Mình đợi nó ra để coi nó có phát hiện được cái nào. Đây coi, em gái nè. Một cái chết rất là nhẹ nhàng mà em không biết tại sao em lại chết như vậy luôn đó hả. Ok, con về luôn. Nãy xuống là mình lút được cây MP5 nha anh em. Đó, cây MP5 màu hồng của mình. Màu hồng rất là nam tính. Giờ Ronaldo không có sống muối gì chưa. À, chiếc xe của nó mà mình tưởng nó là cái người nào bận áo đen đứng đó chứ. À, cái mặt nạ nó không dính gì với cái mặt của Ronaldo hết trơn á. Đó, thời trang phong cách gừng gú. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cái dùng nổ, nó nổ xong mình ra nha anh em. Đó, bây giờ mình ra mình lút đồ là chắc là sẽ có bơm keo đây. Đó, đây, đạn súng nhắm. Đó, thứ anh cần là Melody. Đưa anh đạn, đừng đưa anh đi. Ok. Như đầy đủ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi thăm ngàn kịch ngách của mình. Ở nhỏ này có trái bơm keo, một tưởng đầu vào, ai ngờ con trái bơm keo vậy chị. Hay lượm súng rồi. Chuyên gia lượm súng luôn. Mình sẽ lên trên này để mình coi những người chạy bo khốn khổ nha anh em. Coi ô đây mới vừa lên em gặp anh này, em bắn anh này nằm một đống luôn. Ủa, nó bắn ai hay sao anh em ơi, nó dựng hai trái bơm keo kìa. Đó, nó dựng hai trái bơm keo mà. À đây, anh này đang ở trường học, đang đứng đáy à mày. Mày đứng đáy à, mày giao tranh sao mày đứng im như vậy. Mày thấy thằng kia đẹp trai quá, mày đứng hình mất 5 giây luôn hả. Rồi bắn bởi đầu nó rồi còn đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha anh em. Bò kéo hỏi dưới nó canh mình chết luôn á. Ê, quý lộn rồi, vợ chồng quý lộn rồi, sao vợ bỏ chạy mất tiêu rồi. Ê, chị ơi đừng làm tiêu vợ dột, chị ơi, đợi em với. Trời ơi, chồng chị tùy quá, để em ăn chỗ lộn, để em lo cho chị nha. Trời ơi, nó chạy đâu anh em ơi. À, nó ra ngoài này, nó định xây phần mộ. Nó định xây phần mộ của nó đây nè anh em ơi. Rồi ok, bây giờ mình có tất cả như mất em rồi. Mình chắc không cần lút đồ đâu ha. Không cần lút đồ ở trên của thằng chồng nó, mình sẽ lút đồ của chị này. Đây, coi có gì không. Bỏ một trái bơm keo ra để coi chúng ta lấy lại. Yeah, vẫn còn được lời một trái. Tưởng đâu nó đập thằng chồng nữa, nó vào bơm keo chứ ai ngờ không có gì. Giọt anh em ơi, còn 7 thằng, 6 thằng nữa anh em ơi.
Rồi tụi nó chết gần hết luôn rồi. Chạy hả mày, chạy đâu mà quay vậy em trai. Tôi bi không tình yêu. Trời ơi, cái thời này là thời nào rồi mà còn đem cái gọi thính nữa ông nội. À, nó chơi là ai thích đem gì đem nha, nhưng mà đem gọi thính vậy nhìn kỳ kỳ. nổi bị phát hiện. Rồi đứng trên này cũng không phải là an toàn cho lắm. Mình đi xuống dưới anh em ơi. Anh ơi, ra quýnh lộn anh ơi, trốn gì đó anh ơi. Còn có hai đứa mình nè, mình ra mình nói chuyện với nhau đi anh ơi. À kìa, anh núp kìa. Ê, bắn em đi. Bắn sao được, bắn anh ơi. Bỏ kéo anh ơi, chạy lẹ anh ơi. Ôi trời, súng thục. Ôi, sợ quá. Sợ quá đi, chạy vô anh ơi, chạy lẹ. Rồi chết luôn rồi. Đấm nhất anh em ơi, like cho mình đi anh em ơi.